Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 4 nhuận Canh Tý, Thượng tọa Thích Chân Tín cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Quang Thọ, Hóc Môn để tác pháp đối thú an cư kiết hạ Phật lịch 2564 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn tổ chức. Được biết, Đức Phật chế pháp an cư cũng để chư vị tỷ kheo tránh giẫm đạp lên cây cối và côn trùng trong 3 tháng mùa mưa, nhằm thực hiện sự tôn trọng và bảo vệ sinh mạng các loài động vật, nhưng quan trọng hơn là tránh sự cơ hiềm của thế gian và để chư tăng tấn tu đạo nghiệp. Sau khi tác pháp đối thú an cư, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã trở về bổn tự để an cư kiết hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, năng tu phước huệ, tạo nền tảng vững chắc trên bước đường tu tập. Thời gian an cư tập trung của quý thầy chùa Hoằng Pháp bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 nhuận Canh Tý, tức ngày 7 tháng 6 năm 2020, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 Canh Tý, tức ngày 3 tháng 9 năm 2020. Trong suốt 3 tháng an cư, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa công phu tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, tổ chức các buổi giảng dạy về giới luật, oai nghi, Phật pháp căn bản và Bố Tát mỗi tháng 2 lần.